để chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ như này, để đằng nào cũng tiện để ôn tập cho các bạn một số cái linh tinh tiện mỗi bài. Thì cái bài này để làm cái chất liệu vải thì tất nhiên cũng được. Nhưng mà thầy muốn các bạn sẽ sử dụng một cái bài tập như này. Nó ở trong cái máy giáo viên lớp của mình, lớp mình như rồi. Nhưng mà các bạn sẽ phải vào trong cái bài tập 3D hoặc là tải trên Zalo xuống được. Các bạn dùng cái bài tập này thì nó có cái chất liệu vải ở đây này. Để chúng ta làm cho chơi á, ha, cho nó nhớ là nó có cả vải bóc cơ, chứ sau này không nguyên cái này hay là nó cái bản khác rồi. Không sao, lỡ dùng cái này thì dùng cái này. Thì muốn các bạn muốn mở cái file này hay mở cái file này thì các bạn cũng phải khai báo cái vật liệu cho nó, nhớ nha, phải khai báo vật liệu, chứ không là nó sẽ không có vật liệu ở đây đâu, ở trong cái file các bạn mở lên đâu, bởi vì là cái file này copy từ lung tung trên mạng xuống ấy, không biết nó ở từ đâu đâu. Thế nên các bạn sẽ phải nhấp vào đây, cần chân C đi khai báo cái đường dẫn vật liệu cho nó ấy, nha, khai báo trước rồi mới mở lên sau, hoặc là với mệt và mệt vào sau nha, chứ đừng có khai báo sau. Khai báo sau thì nó vẫn được thôi, nhưng mà đa phần nó bị lỗi hiển thị display là chúng ta không nhìn thấy, khi render ra mới thấy thôi. Thế nên chúng ta sẽ phải vào đây cần fill để chúng ta khai báo về một cái đường link, đường dẫn này ha, nhấp vào cái thẻ thứ hai add ha, chúng ta cần chân V vào đây đó, thế thôi. Geopath nghĩa là nó sử dụng cái đường link này thì máy nó sẽ hiểu và nó lưu giữ vào trong cái phần mềm 3D ở đây luôn ha. Đó là để nó lưu giữ. Thì bây giờ các bạn mới có thể là mệt nó vào đây hoặc mở file riêng thì tùy, không sao, mệt cũng được, kéo thả vào đây. Đó, cái phần mềm này nó đang có vấn đề rồi, kéo thả không có được. Thì các bạn sẽ vào import thôi, chả làm sao cả. Các bạn sẽ vào mệt lại đi tìm cái đường link đấy thôi, cần chân V ở đây, open để nó đây ha. Cái này nó không thiếu cái khăn rồi, cái file này, cái file bản khác nó có cái khăn nữa là cơ. Thì để làm cái chất liệu siêu xếp các thứ nó dễ. Xong cái này có mỗi cái gối không à, thôi kệ, gối thì lỡ rồi, lỡ thì chơi cái này luôn. Kệ nó đi này. Để không có phải nhìn thấy cái background môi trường nên thì tắt cái này đi để các bạn dễ nhìn ở đây thôi. Đó, để chúng ta sẽ đưa một cái chất liệu vải ở đây. Nó còn đang có vấn đề gì về cái vải, vì ở đây nó hiện cái map xanh, là map này là của cái bum hoặc là display. Người ta sẽ dùng một cái ảnh rất là chuẩn chỉ. Thứ nhất là ở đây một cái ảnh đen trắng để làm kênh bum, và ở đây làm cái ảnh gọi là local map để nó chuyên làm kênh bum và kênh display. Thực ra là chuyên kênh display hay hơn, nhưng còn kênh bum thì không cần thì thầy sẽ nói chuyện về cái ảnh xanh này sau Đấy, các bạn sẽ hiểu như thế. Mà nó không thấy cái map ở đây là lý do là ở đây nó dùng cái màu mà bản thân cái này này nhá, cái này này các bạn sẽ thấy nó có cái này là map da bò giả da, vải giả da cũng có Đó, cái map da như thế thì cái này nó đang không có là do là nó dùng màu. Thế thì chúng ta có thể kiểm tra vật liệu bằng cách chúng ta chọn cái ô nào đó. Thầy thường luôn luôn tạo ra một cái hòm vật liệu, nó có tên là vật liệu merge, nghĩa là những cái loại vật liệu merge vào thì cho vào một cái thẻ là hết. Trong một cái này thầy sẽ tạo ra một cái vật liệu gọi là multi general này. Các bạn vào cái vật liệu multi subject ha, thì nghĩa là cái vật liệu này thầy sẽ nói thêm về cái này sau nghĩa là trong cái hòm vật liệu này nó có thể có hàng ngàn cái vật liệu ở trong đây. Mặc định nó cho chúng ta 10, chúng ta muốn chúng ta nhấp vào đây set number này bao nhiêu cũng được, 20, 30, 50 gì cũng được. Thông thường thì để tới khoảng 20, 30 thôi, không có nhiều hơn. Đấy, thì chúng ta trong đây có rất là nhiều cái vật liệu ở trong đây. Trong mỗi cái này nó lại có thể là một cái multi subject nữa, nghĩa là nó hàng tỷ tỷ vật liệu có thể để trong đây được ha. Các bạn sẽ phải hiểu cái đó, thì thầy đã nói rồi nên thầy nói lại cho các bạn khỏi quên. Thế nên luôn thầy làm cái hòm vật liệu như này, thầy đặt cái tên là vật liệu mà đó, như thế này. Để những cái hòm vật liệu mệt ở ngoài thì chỉ cần nhấp vào ô đây thì sẽ nhấp vào công cụ hút này, pick material form object này, hút thì đây cái vật liệu nó hút vào đây
các bạn không có thấy màu đây, được ra chúng ta nhấp vào đây một cái thì nó đây, thấy màu đây, render ra thì sẽ thấy nó bung lên thôi ha. Đó. Thế thì sau khi lấy được xong cái thì các bạn chuyển thằng này vào đây bằng cách kéo thả và chọn in tần, nghĩa là các bạn đã đưa được cái vật hòm vật liệu vào đây. Bây giờ cái này các bạn có thể xóa bỏ đi để dùng làm cái việc khác, bởi vì cái này nó được lưu vào trong đây rồi, các bạn đã hiểu chưa, nó đã được lưu vào trong đây rồi, chúng ta không sợ mất đi đâu cả nha. Đó, vậy thôi. Đấy là những cái kỹ năng làm việc mà thầy sẽ phải nhắc đi nhắc lại nữa, chứ không phải như thế này. Mình, chúng ta sau này chúng ta sẽ làm những kỹ năng này hoài ha, làm hoài luôn ha. Các bạn sẽ phải chú ý thế cái này một chút xíu. Rồi, đấy là giải quyết xong cái vấn đề này, là vấn đề đưa một cái vật liệu khác vào. Mà bây giờ tôi không muốn đây là da, tôi muốn đây là vải, là cái gì cũng được theo ý của chúng ta. Đấy thì theo ý của chúng ta nữa, thì vấn đề là thầy muốn nói chuyện với các bạn thêm về những cái vấn đề về vải ha. Đó, như thầy đã nói vải nó chia làm nhiều loại. Nếu các bạn chỉ gõ những cái chữ vải như này ha. Đó, thì đấy, vai nó lại ra thế này. Đó, thì các bạn sẽ ra cả quả vải này, nó tỉ tỉ loại ha. Thế thì có những cái loại như thế này, những cái loại vải như thế này, thun cá sấu, những cái này thì các bạn sẽ phải có cái map ha. Đó, thì các bạn sẽ có những cái cô tông tiếp các thứ đấy, những cái map nó để các bạn mà cái dạng phẳng thôi, các bạn sẽ đưa vào ha. Với kể cả các bạn có những cái chữ như này, cô tông texture thì cũng được ha. Đó, thì các bạn sẽ có những cái map như này, dạng phẳng ha, mà thật là sắc nét ha. Đó, cái này là dạng bố rồi, cái này là bố ha. À, thì các bạn sẽ lên mạng đi kiếm những cái map như vậy ha, để các bạn quăng nó vào kênh bâm nha. Đó, quăng những cái loại map này nhiều lắm, nhiều loại này lắm, rất là nhiều loại vải mà các bạn cần bâm theo dạng vải gì. Đó, thì các bạn lấy vào cái loại vải ấy. À, tùy loại mắt to mắt nhỏ ha, đấy là các bạn nhiệm vụ các bạn sẽ phải làm được cái việc ấy. Thế thì thực ra là những cái map ở trong thư viện ấy nó nhiều lắm các bạn ạ. Bản thân thầy có rất là nhiều, có thể cho các bạn thoải mái. Và thầy đã nói rồi là các bạn mua cái ổ cứng đi thì thầy chép cho các bạn rất là nhiều vật liệu và thư viện nó có sẵn, hàng mấy trăm ghi chứ không ít. Thế thì mua đi thầy chép cho, chứ còn thầy không thể có thể cách nào gửi cho các bạn mấy trăm ghi được. Thế nên ví dụ thầy lấy cái map này làm bâm, thầy xếp nó về ha, ngoài desktop tạm thời như vậy ha, thầy xếp tạm ra đây ngoài desktop đi một cái map như vậy. Đó là cái trường hợp đầu tiên của cái vải mà các bạn muốn làm, dù là màu của nó là màu gì, nhưng cái thớ vải là thớ này. Thế còn những trường hợp khác nữa là cái vải, ví dụ như là vải siêu ha. Những cái vải siêu như thế này đó thì mới là những cái vấn đề thầy sẽ nói chuyện với các bạn. Các bạn sẽ thấy những cái đặc thù của vải siêu ở đây này, là cái ánh sáng nó bị lóa sáng ha, ở chỗ này nó chuyển rất là gắt thông qua cái hướng sáng nó chiếu trực diện vào đây, và chỗ này thì nó tối, nhưng ra chỗ này thì nó lại bị bạc sáng đi ha. Đó, nó khó chịu ở cái chỗ đấy. Kể cả cái vải xám như này các bạn sẽ thấy nó sẽ bị bạc đi ở cái cạnh xung quanh. Siêu thì hay là nghĩa là cái vải lụa thì thực ra nó có rất là nhiều màu, chúng ta sẽ sử dụng màu diffuse ha, chứ chúng ta không dùng cái map thay cho màu, mà chúng ta chỉ áp cái map vân các thứ vào trong cái kênh bâm thôi ha. Bâm của vải siêu thì nó rất là mịn. À, nó rất là mịn nên là thông thường là các bạn chả thèm dùng, hoặc là dùng cái dạng noise hạt rất là nhỏ ha. À, đấy là cái dạng vải siêu. Tiếp theo là những cái vải dạng vải khác, ví dụ như vải bố hoặc vải bố nhung chẳng hạn. Vải nhung đi thì các bạn sẽ thấy nó có những cái tình huống khác nữa. Những cái vải nhung đây này các bạn sẽ thấy ngoài cái thớ này nó còn có những cái sợi nữa cơ, nó còn cái sợi vải đây này. Xong nó thêm cái trường hợp nữa là các bạn thấy những cái sợi ấy, nó bị vuốt theo cái chiều nào thì nó bắt sáng, nó lóe sáng lên, hoặc là cái chỗ này vuốt nó ngược chiều, chúng ta lại không hoàn toàn không thấy nó bắt sáng, nó không lóe sáng lên. Để thể hiện được cái này nó rất là khó. Đây là vải nhung nhá. Đó, thế nó thực ra nó không quá, nếu mà mỗi nhung không thì không khó lắm, mà không có thì khó, mà cái loại bố nhung thôi thì mới cần thêm một cái loại blend, nghĩa là mix các loại vật liệu vào với nhau.
Đó, thế thì để giải quyết được những cái vải như này, các bạn cứ lên gõ những cái từ map vải các thứ chẳng hạn, như thế gõ tiếng Anh cũng được ha. Đó, mấy cái từ vải ấy, glow á, texture gì đó, các bạn cứ gõ như thế thì nó sẽ ra để các bạn tải về rồi các bạn dùng ha. Thế thì để tạo ra vật liệu thì các bạn sẽ ví dụ như thầy đầu tiên thầy sửa cái này đi thôi ha, thầy sửa cái này lấy làm cái các bạn cần phải làm có những kỹ năng rất là quan trọng. Đầu tiên ví dụ các bạn không thích cái vải này, các bạn sửa màu ở đây thôi ha, các bạn sửa màu ở đây thôi. Ví dụ cái màu này tối quá, tôi cho cái màu hồng này thì ví dụ thế nhá, thì ví dụ thế nhá, nhẹ nhẹ thôi à, như thế này. Thế thì ở đây nó phím M nó là cái gì? Đây phím M nó là cái flow lock, cái này nó rất là quan trọng à, cái này quan trọng cực. Như thầy đã nói là ngay từ ban đầu chúng ta phải dùng cái này là flow lock theo hai cái kênh màu này, chuyển từ màu đậm sang màu nhạt đó. Cái này là cái này đậm cũng được ha. Đó, thì các bạn sẽ thay vào đây một cái map nào đó nha, và chúng ta còn sửa cái đồ thị này nữa cơ đó. Thế thì các bạn sửa màu ở đây là cái màu khác, tôi sửa sang một cái màu khác đó, các bạn có thấy không, màu nó chuyển đi khác này, ở đây là cái màu đậm hơn tí đó, thì nó sẽ ra được như thế, nó sẽ đổi lại màu ở đây ngay ha. Đấy là các bạn biết cách sửa ở chỗ này chứ không phải là sửa ở đây. Nếu các bạn muốn ở đây là một cái map khác trộn màu vào thì các bạn lại kéo xuống ở dưới đây đấy, các bạn đánh chỗ này 50 chẳng hạn như thế, ngay lập tức nó trộn màu ngay, nó trộn vào mỗi thằng 50 50 trộn vào, được chưa. Ở đây cái gloss slip mà nó lại có một cái map này ha, mà nó lại dùng một cái map này, nghĩa là ở trong cái nhám này nó sử dụng một cái map chứ nó không phải để nhám đều ha, nhám bề mặt ha, nó là một cái nhám này đấy, các bạn nhấp vào đây đây, nó nhám theo một cái dạng hạt 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 nhiễu nhiễu như này để cái bề mặt đó. Đó, cái bề mặt nó thổi lớp PU ở trên nó sẽ bị như thế. Người ta làm kỹ như thế thực ra các bạn không cần cũng được, thì nó sẽ đều, còn cái này nó không đều vậy thôi. Để các bạn đọc bài những cái cách người ta làm vật liệu như vậy. Còn kênh bâm nó sẽ sử dụng cái lô mồ ha. Đó, một cái map lô mồ ở trong đây nó có hai cái map ha. Mỗi cái map nó sẽ có một cái mức độ cam khác nhau, đây cùng một màu như này ha, cùng một cái này như này thôi, nó không có khác đâu. Nhưng mà ở đây nó sử dụng hai cái, mỗi cái một cái cường độ bao nhiêu khác nhau ha. Ở đây cũng là cái này đấy, nhưng mà mỗi thằng đó cùng một cái cường độ khác nhau, vào cái thanh có thể là khác nhau nó luôn á. Thế thì các bạn cũng không thường kênh bâm ít nghĩ thằng nào đó làm bài bản thì nó mới làm thế này, các bạn không cần đâu, các bạn chỉ cần một cái map đen trắng vào đây là được rồi ha. Đó, thế thôi, đừng có nghĩ phức tạp và làm phức tạp bài bản như người ta ha. Đó là các bạn có thể sửa ở đây nhá. Nào bây giờ thì chỉ cần có mỗi một cái map lúc đấy thì tải về thôi ha, thì sẽ làm lại một cái file mới, chất liệu mới ở đây à, cái này đấy, bây giờ thì lấy cái này thì làm vải ha. Vải một thì các bạn cách thức bắt nào, các bạn làm tương đối bài bản như sau. Ở level 1 nha, là các bạn màu diffuse tạm thời các bạn bỏ chả thèm quan tâm, chúng vì chúng ta dùng một cái chất liệu là gì, flow lock nha. Các bạn kéo xuống đây, các bạn sẽ chọn là flow lock, được chưa. Flow lock này giả sử nha, bây giờ thì copy ra em nữa đây để chúng ta so sánh một tí, copy ra em nữa chúng ta để đây. Nếu các bạn kéo thảo ở đây nó sẽ chuyển màu từ đen sang trắng, đen nó có một ít ở đây này ha. Các bạn có thể là đổi cái màu này khác, ví dụ thì cho cái màu khác cho các bạn dễ nhìn, đại đại đi, màu xanh xanh lơ lơ như này đấy. Cái này thì muốn cho cái màu như này ở dưới đây nó là màu đậm hơn hay nhạt hơn thì tùy, miễn là chuyển từ cái màu A qua màu B ha, cũng màu như thế này nhưng nó đậm đậm hơn hay nhạt nhạt hơn đấy là tùy ý của các bạn thôi ha. Đó, cho nó nhạt nhạt hơn, có thể là thằng này nó mạnh hơn tí ha. Đó các bạn sẽ thấy như thế này đó, thì nó sẽ chuyển qua đây. Thì ở đây các bạn nhìn nó chưa rõ lắm, nhưng mà nếu render bằng máy render thử lên các bạn sẽ thấy đây này, nó chuyển nha, từ cái vật liệu trên là cái thằng này là màu chuẩn giữa, nó chuyển sang đây là màu nhạt hơn, nhưng cái chuyển như này nó rất là nhẹ ha, bởi cái thuật toán chuyển ở đây ha. Đó, cái này flow lock typing này, thuật toán là cái định nghĩa chuyển, thì các bạn sẽ chọn nó là cái này thì các bạn sẽ thấy cách chuyển nó khác đó. Cái này nếu chọn cái này nó chuyển rất là nhẹ, có một tí ở đây thôi ha. Còn nếu như các bạn sẽ chuyển là thằng này thì nó khác một chút xíu, mà thầy thích thằng này đó, các bạn có thể chuyển chọn cái thằng này ha.
thì nó sẽ gắt cái mép này một chút xíu. Cái này thì nó phù hợp với cái vải lụa ha, nhưng mà nó cũng không chưa chưa phải là ngon lắm. Để dễ dàng thì các bạn cứ nhớ là chúng ta chọn cái đầu tiên hoặc cái thứ này. Nên thì các bạn cứ chọn cái này là nó sẽ chuyển khá là đều, khá là mạnh. Nhưng để pro thì các bạn bắt đầu tính tiếp, thay vì màu đơn chúng ta không muốn thì chúng ta dùng ở đây một cái map nha. Chúng ta dùng ở đây một cái map, map gì cũng được nha, map gì cũng được, tùy các bạn thôi mà. Thì chúng ta mới giả sử như ở đây, đúng rồi, lúc đấy thì tải về đây cái map kia nó đâu mà sao nó không về đây, chứng tỏ là nó lúc đấy tải về là không thành công, nó không phải là, nó là cái web rồi, nó không phải cái map đéo thế chứ này. Đấy các bạn sẽ chú ý như thế. Đây, để gõ Cloud Texture đây để lấy của cái tụng nước ngoài nó mới ngon được, chứ mấy thằng Việt Nam nó cùi bắp hơn cả cùi bắp nữa, nó ra cái cùi gì không biết nữa. Rồi các bạn thấy cái vải này nó khá sắc nét ngon, kích thước này 1.200 nghĩa từ những tờ giấy A4 á, nó sắc nét là ngon. Treo về này, desktop đôi JPEG ngon rồi một em. Nhưng mà cái thằng này nếu đúng chúng ta sẽ phải chuyển qua đen trắng để chúng ta làm bâm đúng không, đúng không? Đó, thì tôi lười thì dùng nó luôn cũng được ha. Đó, bằng Photoshop được. Đây các bạn lấy cái này nha. Đầu tiên làm cái này. Thế thì cái thằng này đó các bạn thấy nó chuyển như này không? Thế cái thằng quỷ sứ này mà các bạn muốn chuyển tiếp sang cái thằng nữa như thế này mà nó nhạt hơn thì các bạn cứ kéo thả hai cái thằng này xuống đây cũng được. Nhưng các bạn để copy đến chỗ này bắt đầu nó phức tạp hơn rồi nha. Nhìn này. Hai cái map này thì chuyển cái quái gì? Đúng không? Đây là cái này mới thực sự nó làm ra được cái vải, bởi các bạn nhìn cái vải nhìn trực diện đó, các bạn thấy chỗ này nó rõ nét này, chỗ này nó bị mờ mờ nhạt nhạt đi, nó chưa rõ. Nếu như các bạn đánh ở chỗ này 50% này thì các bạn sẽ thấy nó có cái sự thay đổi một chút đó, thấy không? Nên các bạn đánh 90% này đó là nó trộn, nó có sự khác này. Đây là một sự khác do cái màu ở đây với cái này ở đây trộn. Nên nếu các bạn cứ để đây 100%, các bạn sửa hai cái này thôi thì khổ một cái như thế này. Vấn đề nó như thế này là đầu tiên là cái đầu tiên nhé, các bạn cứ giữ nguyên nhé, hoặc là các bạn làm gì, còn cái này các bạn muốn cho nó sáng hơn đúng không, thì các bạn sẽ nhấp vào cái này, cái đường dẫn này này tới chỗ này. Cái khái niệm này nó hơi mệt, đó là cái khái niệm gamma ha. Nhưng mà có điều là cái những cái phiên bản này hơi khác với cái gamma. Nếu như các bạn để auto gamma là gì, đầu tiên các bạn sẽ hiểu gamma nó là cái thói quen nhìn mọi vật thể của con mắt chúng ta, thói quen cảm nhận ánh sáng của con mắt con người. Thì nếu để automatic thì cái thông số nó sẽ tương ứng từ 1.8 cho đến 2.2 là chuẩn của mắt người. Cái gamma thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên Google, hoặc là thì bữa nào thì nói thêm sau một chút xíu. Nếu như các bạn để ở đây là over white, là cái trường hợp này là gamma bằng có một thôi thì nó sẽ sáng hơn à, nó bị sáng hơn. Nếu như giả sử các bạn đấy như đấy cứ khoảng 3.5 đi, 3 chấm đi, nghĩa là thay vì như đấy đó các bạn sẽ thấy là nó sẽ còn tối hơn nữa so với ông ô tô này, nó còn tối hơn nữa nha. Các bạn muốn sáng chỉ cần đánh ở đây là một, hoặc chuyển từ automatic qua overwhite. Còn automatic thực tế nó mặc định là 2.2 từ 1.8 2.2 ha. Đó các bạn chuyển như này nó sáng hơn rồi. Như vậy đó là đó, thấy không? Là nghĩa là hai cái map này á thì đâu có làm gì đâu, đâu cần Photoshop để chuyển một cái đậm cái nhạt đâu, các bạn hiểu chưa? Thay vì cứ phải qua Photoshop mà làm cái map đậm cái nào cái map nhạt thì các bạn chỉ cần làm một cái hành động như thế thôi, nhấp vào nó, nhấp vào đây thì đổi automatic qua override. Như vậy đó là chúng ta đã làm cho nó sáng lên rồi. Cái override đấy mà các bạn đánh thông số cao thì nó tối ha, thông số thấp thì nó sáng lên. Đó là như vậy là các bạn xử lý được ở cái chỗ hai cái map này cho nó sáng tối mà chả cần phải làm gì. Được chưa? Đó là trường hợp của những cái vải bình thường như cô tông ha. Nhưng nếu mà chuẩn hơn nữa đối với cái chất liệu vải cô tông này thôi đã phải làm thêm một cái hành động này, và hành động này thực tế các bạn sẽ nên làm đối với vải siêu chứ không phải là với cả cô tông.
đến cô tông như thế này đã là xong rồi, không cần thêm nữa đâu. Đối với bảy siêu các bạn sẽ làm như sau. Nếu là cô tông muốn ngon, các bạn sẽ nhìn giữa cái đồ thị này này. Cái đồ thị này là cái độ sự chuyển giữa hai cái map này này, là các bạn sẽ phải nhấp vào đây add coin tạo thêm một điểm. Cầm cái điểm này di chuyển lên bằng cách là không phải nhấp vào đây mà nhấp qua cái nút move mới cầm lên được, đưa lên. Cái đồ thị này nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ click chuột phải vào đây. Vào cái điểm này này. Chọn Bezier Color hoặc Bezier Smooth cũng được. Đó. Nhấp vào cái chỗ này. Đó các bạn thấy nó chuyển này. Đó, cái đầu mút là cái chỗ sáng này này, nó ửng chỗ này. Cái này là dành cho vải 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 siêu nhá. Cái siêu này này. À. Đó, làm cái này nó bắt đầu phức tạp. Đó, các bạn nghe bắt đầu thấy mệt đầu buồn ngủ không? Siêu như thầy đã nói đấy. Đây này, nó có cái chỗ lóe sáng và chỗ tối này này. Đó, nó mới thể hiện được cái chuyện đó nha. Đó, thì là cái đầu thị này. Chỗ này các bạn sẽ sửa lại một tí ha. Là các bạn sẽ bẻ cái này đi một tí. Đó, cái đầu thị nó càng gắt thì các bạn sẽ thấy nó càng gắt cái chỗ này. Đó. Do các bạn sửa những cái này. Đấy, ngắn lại thì nó sẽ sửa lại chỗ này một tí. Đó. Cái đầu thị này nó quái quăm, các bạn kéo cái này lên thì nó sửa lại nó nhạt hơn. Nhưng thông thường cái này nó màu gần như màu gốc, các bạn sẽ để chỗ này, cái này nó nhìn hơn, nó cao hơn một tí. Đó. Những cái đồ thị bình thường, đối với vải bình thường thì các bạn sẽ nó sẽ đi như này là tương đối chuẩn. Nó đi như thế này tương đối chuẩn. Đối với vải siêu và cô tông thì thôi các bạn tạm thời coi như hiểu là không cần phải đụng đến cái này nha. Còn không các bạn phải điều chỉnh như này nó mới ra được cái vải siêu. Tất nhiên là cái map này thì tất nhiên không phải vải siêu. Nhưng mà các bạn sẽ phải hiểu như thế. Bây giờ thì cứ làm từng cái trường hợp một. Thì tất nhiên bây giờ thì bỏ cái map này đi thôi. Đó, giả sử bây giờ thầy không dùng map à, thầy không thèm dùng map à, thầy dùng màu thì ra vải siêu thôi à, vì vải siêu thì màu xanh thì nó ít. Thì dùng cái mải vải siêu màu vàng hoặc màu hồng đi. Thì các bạn sẽ thấy là những cái vải lụa đó thì hai cái màu đấy nó cũng nhiều à, nên các bạn làm sao đó, là hai cái màu này nó phải nhạt nhạt khác nhau à, như thế này. Đó thì các bạn sẽ thảy vào cái chất liệu này à, các bạn nhìn nó không thấy à, là bởi vì các bạn phải lùi ra các bạn nhấp vào đó thì thêm render lên nó bị phụ thuộc vào ánh sáng nữa nha, nhớ nha, nó bị phụ thuộc vào ánh sáng thì nó mới ra cái chất liệu như cái map chúng ta nhìn thấy ở đây à, thêm nữa nhưng mà đây là chúng ta mới xử lý được cái bề mặt cái diffuse đúng chưa, chưa xử lý được gì thêm nha, chưa xử lý được gì thêm cả. Mới chỉ có cái bề mặt như thế thôi. Bởi vì cái này này phải siêu nó phải có sự phản bóng lớn à, nó phải có sự phản bóng lớn vài chục, 5-70 gì đó. Các bạn cứ đánh đại đi à, nói chung là thấy nó quá thì giảm bớt. Nhưng mà nó đừng quá, đừng quá quá. Chứ siêu là siêu chứ nó không phải là nhựa nha. Nó không phải là nhựa. Thế cái giá trị này đối với vải siêu nó cũng phải cao lên. Cứ khoảng 10 chẳng hạn, cái mắc đít. Cái gloss slip đối với vải thì nó không phải là kính là thủy tinh nên nó không thể là bằng một được nha, các bạn phải có cái suy luận như vậy để chúng ta thuộc những cái này cho nó dễ nha, nó sẽ phải đâu đó có khoảng 0.95.9 mấy gì đó 5.98 gì đó tối thiểu là như thế, nó phải như thế ha, để nó hơi hạt hạt nhiễu đây một tí nha, như vậy là chúng ta mới xử lý được xong được cái diffuse. Cái diffuse là cái đau đầu nhất ha, bởi vì nó đã bắt đầu thay vì từ cái gốc nó trẻ ra cành ra ngọn đây rồi. À, mệt đến đây rồi, đến xử lý cái kênh bâm, những cái này các bạn không quan tâm xong rồi đến mỗi kênh bâm thôi ha. À, kênh bâm thì các bạn có thể lấy một cái map à, giống như cái map, tất nhiên map vải siêu nó không phải map này nhưng mà thầy ví dụ thôi cho nó nhanh chứ không nói hết những ngày, các bạn có thể lấy map này nha. Nhưng vì rằng là cái vải siêu á thì cái vải bình thường thì các bạn sẽ lấy map của nó là đúng rồi. Nhưng vải siêu cái hạt nó quá nhỏ vì sợi lụa nó nhỏ lắm. Thế thì các bạn cũng không cần phải dùng cái map đó mà các bạn dùng cái noi được ha. Dùng cái noi hạt rất là nhỏ nha. Dùng cái noi này này ha. Đó. Nhưng cái hạt nó không thể to như này được. Hạt đâu mà to như là cái cục đất lặn thế này. Các bạn sẽ cho cỡ khoảng 0.1 thôi. Nhỏ xíu vậy đó ha. Đó. Nếu mà zoom to lên nữa các bạn có thể là bằng 0.5 hoặc bằng 1 thì cũng được. Nếu các bạn muốn nhìn thấy nó mạnh hơn, hạt nhẹ nhẹ hơn tí ha. Mấy bông ở chỗ này cỡ khoảng để 30 thì cũng được rồi. Vì các bạn dùng noi nên các bạn dùng 30 đến 50 thôi, không hơn nữa.
không 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 được hơn, vài siêu nó chỉ có thế thôi, không hơn được nữa đâu. Nó cũng có vài loại siêu chứ không phải một loại nha, vì siêu hóa học khác và siêu lụa tơ tằm nó khác đi một chút đó. Đấy là cái cách làm vải, là các bạn sẽ bám vào hai cái quan trọng là cái diffuse vào cái đây. Nhưng nó thêm một cái nhưng nữa là kênh bơm này này, nó không, thực ra nó không hiền như này, là bởi vì trong nhiều trường hợp các bạn vẽ ra cái model nó nhấp nhô như này rồi thì kênh bơm nó chỉ cần như này là xong, tạm thời xong đó, nó còn chưa được đâu. Bởi vì các bạn như này này, kênh bơm này á, các bạn sẽ nhấp vào đây các bạn sẽ thấy là hạt hạt như này này, lại phải sửa cái UV map nữa ha. Bởi vì cái này là cái đối tượng có cấu tạo rất là đặc biệt ngoằng ngoằng, nên là các bạn sẽ phải xử lý ở trên cái UV map nữa ha. À, cái, các bạn có thể chọn dạng sinh quáp, là cái dạng nó rất là lòng hoằng, đối với da diếc các thứ lòng hoằng, cái này nó không lòng hoằng lắm, thì nó có thể là dạng cylinder hoặc dạng sapphire các bạn xử lý cũng được, hoặc dạng bóc cũng được luôn. À, nhưng mà cho nó nhỏ thôi, nhỏ miến lại ha. À, nếu mà ở đây là vải da thì các bạn cho nhỏ lại nữa ha. À, thì cho cái map vải da các bạn điều chỉnh để các bạn nhìn sao cái hạt này nó đạt yêu cầu thì thôi, còn không như thế này, đối với vải siêu như này cũng đã rất là to rồi. Siêu nó nhỏ lại lắm, nó được ít lắm, nó không được nhiều đâu. Ngày thường đánh cái giá trị cỡ khoảng như này. Vài siêu trên thực tế nó chỉ có được như thế thôi, nó không thể hơn nổi đâu. À, nhìn xa không thấy phải chịu thế thôi. Độ bóng của nó cũng không có quá cao chứ không nó thành nhựa. Nha, à, nhớ nha. Rồi nếu như các bạn áp vào một cái đối tượng nào đó, ví dụ như là vẽ một cái tờ giấy hay một cái vải, cái áo, nó cần cái độ nhăn nhào nữa, thì lúc này các bạn trong cái kênh bơm các bạn để mỗi một cái map như này không thành công, buộc lòng các bạn sẽ phải chuyển qua cái map này qua một cái dạng vật liệu mix nó mới xong, không nó không ăn thua gì đâu. Cũng được, các bạn nhấp vào đây, các bạn sẽ phải đi tìm cái mix ở đây cũng được, hoặc cái vray mix ở dưới một số phiên bản nó có, còn không các bạn dùng cái mix ở đây ha, là kết hợp hai loại map vào với nhau đấy. Ok. À, thì bây giờ ở trong cái mix như này là nó gồm hai loại này, swap nó bẻ chuyển qua hai cái loại này, thì cái đầu tiên là một cái map noi, cái thứ hai có thể là một cái vết nhàu gì đó ha. À, thì các bạn có thể lên trên mạng các bạn lấy cái map chính cái map này, hoặc là cái nhàu nhĩ hoặc giấy, có những cái giấy nhàu như này này đó. Nhưng thường những cái này thì phải xử lý bằng Photoshop để cho nó gắt hơn về cái sắc độ tương phản, nó thì nó gắt hơn, thì nó tạo ra cái sự nhàu nhĩ cho một cái tờ giấy hay một cái miếng vải, tuy nhìn nó phẳng như cái thảm ấy, nó tuy nó phẳng phẳng nhưng mà nhìn nó vẫn có cái sự nhàu nhĩ của vải, chứ nó không phẳng tuyệt đối cứng nhắc như là một cái tờ giấy hay là cái tấm bìa ra được, nó không hẳn như thế. Thì các bạn sẽ phải dùng đến cái kênh mix này đó. Hai cái mix này á, nếu như để như này nó sẽ chuyển qua lại giữa hai cái thằng map này với nhau thôi. À, nhưng mà trên thực tế các bạn sẽ thấy ở đây là cái mix amount này cường độ là bao nhiêu. Thông thường thì đánh cứ khoảng 50, và nó mix theo một cái có thể mix theo một cái blend nữa cơ. Vậy thì thầy nói trước cái khái niệm blend xong thầy ngưng lại để các bạn có thể làm được cái này, và thầy sẽ nói thêm về cái bắt đầu đến cái phức tạp hơn là cái vật liệu blend sau, thì các bạn sẽ hiểu cái blend nó như thế này. Cái gì ạ? À, sao nó đây là những cái dạng blend mà các bạn sẽ hiểu, nghĩa là nó chuyển từ sáng sang tối theo các kiểu như thế này đó, các bạn hiểu không, nó chuyển theo các kiểu như này. Những cái này thì nó áp dụng cực kỳ nhiều đối với những cái model vải vóc các thứ, ở là rồi tường rêu bẩn thỉu ở trong game các thứ, nó dùng cái này rất là nhiều, hoặc là những cái sỏi đá đó, tùm lum các thứ ha. Những cái này này đó, đấy, các bạn có thấy một bức tường là vừa gồ ghề sỏi đá, vừa có rêu cây cỏ mọc. Những cái này chỉ có thằng blend nó mới làm được nha, không có cái thằng nào làm nổi được, chỉ có thằng blend thôi. Đấy, các bạn có thấy chỉ có thằng blend nó mới làm được cho chúng ta. Vậy thì cái blend nó là vật liệu khác nữa, nhưng các bạn có thể đưa cái map blend vào đây để nó mix hai cái map này theo một cái blend đó, chứ không phải mix đều như ở đây.
Thế thì các bạn đối với cái vật liệu vải ở cấp độ bình thường các bạn làm tới đây đã là ngon rồi, không cần đi xa hơn nữa, nhớ nha, không cần đi xa hơn nữa, bởi vì làm nội thất chúng ta chỉ cần đến đây thôi, hiếm khi cần đặc tả. Chỉ khi các bạn làm vào một cái trường hợp là ví dụ như các bạn là sau này các bạn đi làm cho một cái hãng nào đó chuyên sản xuất ghế sofa chẳng hạn để bán, thì lúc đấy các bạn đặc tả rung gần tận từ từng viêm mũi chỉ, từng cái sợi vải các bạn rung lại cho người ta xem, lúc đó các bạn sẽ phải đặc tả bằng 3D, thì các bạn phải làm được tới cái mức độ cấp độ cao thì nó mới thể hiện ra, còn không thì nó sẽ không thể hiện ra được từng cái sợi vải như thế được ha. Các bạn lưu ý như thế. Còn bình thường các bạn làm vải vóc sofa nhìn xa xa cái rèm cửa nó gì thế thì hay là cái giường ga giường các thứ thì nó chỉ cần đến đây là ngưng rồi, đừng có làm thêm nữa nha. Đó, đấy là cái thầy cần chia sẻ để các bạn cố gắng hiểu, chưa hiểu lắm nhưng tạm ngưng, bắt đầu các bạn làm thì rồi các bạn mới hiểu thêm, thắc mắc chỗ nào thầy giải thích thêm thì các bạn mới hiểu nha, và thầy sẽ giải thích ở trên bảng để các bạn hiểu thêm rồi.